Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Việt US 1040. Đây là chương trình cà phê buổi sáng của chúng tôi, được thực hiện tại Cali vào sáng 31 tháng 7, lúc 7 giờ sáng theo giờ Cali. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một cái câu chuyện với tựa đề là bài học nào từ làn sóng COVID-19 tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, thế giới lại phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới của COVID-19. Bài học nào cần được rút ra để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang được nhiều người quan tâm. Trước hết, cần nhận ra một thực trạng là thế giới đã quen dần với tình trạng vừa chung sống với dịch bệnh, vừa ứng phó với dịch bệnh. Vì không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải dùng sự chung sống với dịch bệnh để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Mọi người nói nhiều đến làn sóng dịch bệnh COVID thứ hai, vậy hiểu sao cho đúng về nó? Hãy nhận ra rằng những tình huống khác nhau từng nơi và ở từng quốc gia. Có những nơi dịch bệnh lây lan chưa tới đỉnh điểm và có những nơi dịch bệnh tưởng đã bị đẩy lùi và kiềm chế thì lại tái bùng phát. Diễn biến của dịch bệnh và thành bại của các nơi trong ứng phó dịch bệnh rất đa dạng, nhiều màu sắc. Trong đó nổi lên vai trò và trách nhiệm của chính phủ từng nước rất quan trọng. Cách hiểu chung tạm thời cho khái niệm làn sóng dịch bệnh thứ hai hiện đơn giản chỉ là dịch bệnh tái bùng phát sau một thời gian không phát hiện ra thêm ca bệnh lây nhiễm mới. Thời gian này dài ngắn bao lâu cũng không xác định thống nhất mà tùy thuộc vào cách hiểu của từng nơi và ở từng quốc gia với đặc thù riêng biệt. Cái chính là hãy quan tâm đến nguyên nhân đưa đến dịch bệnh tái phát thành làn sóng thứ hai. Nó đã đến từ đâu? Theo nhiều chuyên gia thì trước tiên dịch bệnh ở bên trong quốc gia hay vùng lãnh thổ chưa được kiểm soát và kiểm soát thật sự triệt để nên lắng xuống rồi lại bùng phát trở lại. Nguyên nhân thứ hai là dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào. Chừng nào dịch bệnh này chưa bị đẩy lùi hoàn toàn trên phạm vi toàn quốc và rộng hơn là thế giới, thì chừng ấy vẫn luôn phải hiện hữu nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài lây lan vào trong quốc gia hay vùng lãnh thổ của chính mình. Bài học đắt giá mang tính quyết định nhất từ làn sóng dịch bệnh thứ hai là ứng phó dịch bệnh phải triệt để liên tục cho tới khi không còn dịch bệnh này nữa, cả ở bên trong cũng như ở bên ngoài. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Mọi sai sót và sao nhãng không cố ý hay chủ quan, xem nhẹ đều đưa đến hệ lụy là phải trả giá rất đắt. Cách ly và giãn cách xã hội đã chứng tỏ là biện pháp chính sách rất công hiệu trong đối phó dịch bệnh này. Nhưng thời gian áp dụng càng dài thì tổn hại kinh tế và xã hội càng lớn. Đặc biệt là việc áp dụng đi áp dụng lại biện pháp ấy vô cùng tai hại về chính trị, xã hội, kinh tế, tâm lý và cả về đối ngoại nữa. Thế giới đứng giữa hai ngã đường cách ly và giãn cách xã hội để đảm bảo sinh mạng người dân hay mở cửa tới đâu hay tới đó trong sự cảnh giác cao và có biện pháp y tế dịch tễ hữu hiệu. Một sự thật đau lòng là khi làn sóng dịch bệnh tiếp theo bùng phát thì không ít thành quả đã đạt được từ các công cuộc ứng phó. Những làn sóng dịch bệnh trước đó có thể đã bị hủy hoại và một lần nữa sinh mạng con người lại bị uy hiếp. Các chuyên gia tâm lý thì nói rằng con người cần xác định tâm thế và nhận thức, quyết tâm và ý chí, còn về phía chính phủ từng nước nên xây dựng các biện pháp chính sách và cách thức triển khai thực hiện thích hợp nhất và hiệu quả nhất để phòng chống COVID mọi nơi mỗi lúc. Các chuyên gia dịch tễ học thì cho rằng phải triệt hạ hoàn toàn tận gốc rễ nguồn dịch bệnh, làn sóng dịch bệnh thứ hai, hoặc tiếp theo bùng phát khi ổ dịch bệnh ở bên trong chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, hoặc quốc gia hay vùng lãnh thổ để cho dịch bệnh từ bên ngoài lây lan vào. Bản chất bài học này là chừng nào dịch bệnh còn tồn tại trên thế giới thì chừng đó nhà nước, xã hội, dân chúng và dư luận phải luôn ở trạng thái báo động về dịch tễ. Việc triệt tiêu ổ dịch bên trong phải đi cùng với việc ngăn ngừa dịch bệnh từ bên ngoài lây nhiễm vào bất kể bằng cách nào. Tại Mỹ, theo các chuyên gia, số ca mắc COVID-19 tăng mạnh sau khi đạt đỉnh và giảm xuống được xem là dấu hiệu cho làn sóng thứ hai. Hiện tại, ở nhiều bang của nước Mỹ, số ca mắc COVID-19 đang cao kỷ lục,
Việc mở cửa trở lại nền kinh tế kết hợp với các cuộc biểu tình cũng như sự bất cẩn chủ quan của giới trẻ được xem là nguyên nhân có liên quan. Những cuộc tụ tập đông người dù là bữa tiệc gia đình hay những cuộc biểu tình khiến cho các yêu cầu giãn cách xã hội thực sự trở nên vô nghĩa. Nó khiến việc giữ khoảng cách giữa người với người là điều bất khả thi trong bối cảnh nhiều ca COVID-19 không triệu chứng hoặc mắc COVID-19 nhưng chưa được xét nghiệm, nguy cơ lây lan là dấu hiệu được thấy rõ. Bên cạnh đó, việc mở cửa lại nền kinh tế Mỹ, giảm thiểu các biện pháp cách ly xã hội chắc chắn sẽ khiến số người mắc bệnh tăng lên. Tuy nhiên, việc tránh được làn sóng thứ hai hay không tùy thuộc vào cách làm từng bang cũng như ý thức của người dân Mỹ. Nếu họ chịu khó đeo khẩu trang hay bất chấp quy định giãn cách để tụ tập đông người, nguy cơ cho làn sóng thứ hai là điều tất nhiên và nó đã xảy ra. Không ít chuyên gia khuyến cáo người dân nên cân nhắc khi đến các vùng có dịch để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Các điểm nóng đã được liệt kê cần phải tránh các đám đông, không đeo khẩu trang, hạn chế động tác đưa tay lên mặt là những việc tối thiểu mà mọi người cần làm để hạn chế virus lây lan. Bác sĩ Anthony Fauci của Mỹ, người đứng đầu cơ quan dịch tễ và bệnh truyền nhiễm quốc gia của Mỹ nói rằng COVID-19 tàn phá thế giới trong vài tháng qua và chưa thấy có dấu hiệu rằng nó sẽ kết thúc. Dịch bệnh chỉ trở nên không đáng lo ngại khi vaccine vốn cần từ 12 đến 18 tháng để tìm ra được sản xuất đại trà. Càng có vaccine sớm, việc bùng phát dịch càng khó xảy ra. Rất tiếc tới nay, nhiều nhà dịch tễ học vẫn chưa đưa ra được lời khuyên hữu hiệu giúp sẵn sàng để đối phó trong những làn sóng COVID mới. Lịch sử đã cho nhân loại một bài học mà không ai có thể chủ quan. Trong đại dịch cúm năm 1918, đợt bùng phát thứ hai tồi tệ hơn rất nhiều so với lần bùng phát đầu tiên. Virus không bị yếu đi mà còn nguy hiểm hơn khi nó bùng phát trở lại. Cả cúm và COVID-19 đều có những triệu chứng gần giống như nhau. Do là bệnh do virus gây ra, người ta không thể điều trị nó bằng kháng sinh. Hiện nay, thế giới vẫn chưa tìm ra loại vaccine chữa các loại cúm thông thường. Dù các nhà khoa học đã nghiên cứu về nó từ những năm 1940, tuy nhiên cúm có tỷ lệ tử vong không cao. Một vấn đề quan trọng nữa mà mọi người nên biết là hiện tại sự tự mãn chủ quan đang được các nhà khoa học coi là sự nguy hiểm nhất. Ngay cả khi bùng phát dịch lần hai, chỉ từ 10 đến 20% dân Mỹ có miễn dịch tự nhiên với COVID-19, điều đó đồng nghĩa với phần lớn những người còn lại vẫn có nguy cơ mắc bệnh, thậm chí tử vong. Việc tự bảo vệ mình là cách hữu hiệu nhất ở thời điểm hiện tại để ngăn chặn COVID-19. Các quốc gia vẫn cần các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn virus lây lan. Có thể các chính sách này không cần quá cực đoan, nhưng chúng phải đủ để đảm bảo số ca mắc mới giảm xuống và một đợt bùng phát dịch thứ hai sẽ không diễn ra ngay lập tức sau khi đợt dịch đầu tiên vừa mới tàn phá các quốc gia. Những kết quả mới nhất cho thấy nền kinh tế thế giới các nơi đang có xu hướng mở cửa lại và thị trường lao động hồi phục sau mất mát đáng kể về sau những tuần phong tỏa vì COVID-19. Tuy nhiên, việc dịch bệnh tái bùng phát có những dấu hiệu đáng lo ngại tại nhiều nơi có thể khiến mọi sự lạc quan đâm vào ngõ cụt. Điển hình tại Mỹ, trong một cuộc khảo sát của CNN, 87% các nhà kinh tế được hỏi rằng làn sóng COVID thứ hai có thể trở thành mối nguy hiểm lớn nhất với nền kinh tế Mỹ trong năm nay. Hiện tại, Mỹ có hơn 2 triệu ca nhiễm với hàng trăm ngàn người tử vong. Các doanh nghiệp đóng cửa dẫn tới hàng triệu người mất việc làm. Dù công việc được phục hồi một phần trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6, nhưng sự ổn định thật sự chỉ tới khi vaccine chống COVID-19 ra đời. Virus corona đang làm cho cả thế giới thấy khả năng dễ lây lan của nó. Nếu dịch bệnh bùng phát lên, nền kinh tế Mỹ buộc phải đóng cửa lần hai để chống dịch, những nỗi đau sẽ lớn ngoài sức tưởng tượng. Viễn cảnh đó thật đáng lo ngại và quá nhiều mất mát. Hiện tại, Mỹ đã tung ra những gói kích thích kinh tế kỷ lục để ngăn kinh tế suy thoái. Nguồn tiền khổng lồ chưa từng có trong lịch sử giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm với tâm lý lạc quan bao trùm. Tuy nhiên, những gói kích thích lớn đồng nghĩa với việc sẽ có ít hơn cái gói kích thích tương tự khi dịch bệnh bùng lên trong tương lai.
Trong trường hợp xấu, tâm lý bi quan kết hợp với sự thiếu tiền sẽ khiến thị trường tài chính Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là một trong những dự báo của các chuyên gia. Mỹ không phải là nạn nhân duy nhất. OECD cảnh báo rằng nếu làn sóng COVID-19 thứ hai bùng lên, GDP toàn cầu sẽ giảm 7.5% trong năm nay và 40 triệu người mất việc làm, ngay cả khi không có làn sóng thứ hai. OECD dự báo GDP toàn cầu vẫn giảm 6%, mức khủng khiếp nhất kể từ khi tổ chức này được thành lập 6 thập kỷ trước. Tuy nhiên, ngay cả khi dịch bệnh bùng lên, việc phong tỏa kinh tế có lẽ sẽ rất khác so với lần đầu tiên. Tuy nhiên, việc đóng cửa lại nền kinh tế cũng là điều mà ngay chính Bộ trưởng Mỹ Steven Mnuchin mô tả là không khả thi. Tuy nhiên, kinh tế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan cộng đồng là một sự lựa chọn khó khăn mà các lãnh đạo các nước cần phải tính toán, đặc biệt là ở Mỹ, nhất là khi cuộc bầu cử tổng thống sắp đến gần. Cách xử lý đại dịch và những vấn đề liên quan của Tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến không nhỏ đến kết quả bầu cử trong cuộc đua tháng 11 tới. Thế giới và con người phải quyết định chính vận mạng của mình trong làn sóng COVID-19, làn sóng sau mãnh liệt hơn làn sóng trước. Kính thưa quý vị, cái chương trình cà phê buổi sáng của chúng tôi tới đây là chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của một cà phê buổi sáng là thú vị, xin mời quý vị đăng ký, like, share để ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn và một lần nữa xin chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.